Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục chính của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ xa xưa các cụ ta vẫn có câu là ăn được ngủ được là tiên, mà không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Nhưng mà thực tế thì hầu như ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào tình trạng trằn trọc, khó ngủ hoặc là mất ngủ. Tuy nhiên, mất ngủ như thế nào sẽ được xem là bệnh lý? Có nhất thiết phải sử dụng thuốc ngủ khi bị mất ngủ hay không? Và điều trị mất ngủ theo quan điểm của Đông y là như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một vị khách mời của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Bay, trưởng bộ môn bệnh học khoa Y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào em Lương Mạnh Hải, xin chào tất cả quý khán giả. Dạ vâng, thưa bác sĩ, với Tây y thì người ta quan niệm mất ngủ tức là một biểu hiện của cái bệnh lý suy nhược thần kinh, thì không biết là quan niệm này có giống như vậy trong Đông y không ạ? Đông y thì cũng quan niệm gần giống như vậy, nhưng mà cái ngôn ngữ sử dụng để diễn đạt nó khác đi. Thì chúng ta biết rằng cái giấc ngủ á, hay là quá trình thức ngủ là một cái quá trình của sự sống con người ta. Thì cái người ta nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng là 1/3 thời gian của mỗi đời người là dành cho giấc ngủ. Và như vậy chúng ta thấy giấc ngủ vô cùng quan trọng để hồi phục sức khỏe sau một cái ngày lao động, cũng như là nó tạo ra năng lượng sống cho cơ thể chúng ta. Thì như vậy quan niệm của Đông y dù ngôn ngữ có khác thì cũng quan niệm cái giấc ngủ là một cái phương tiện, một điều kiện giúp cho tái tạo năng lượng, cũng như là đem lại hồi phục cái sức khỏe cho cơ thể. Và cái giấc ngủ được gọi là tốt khi cái giấc ngủ đó nó thẳng giấc, nó sâu, nó liên tục, nó không có thức giữa chừng, và nhất là cái thời gian đúng quy định. Thì đối với Tây y, đối với y học hiện đại thì một giấc ngủ mỗi người mỗi ngày đó thì vào khoảng từ 7 tới 9 tiếng đồng hồ, và tùy cái tuổi thì nó có thể từ 4 đến 10 tiếng. Tuổi càng trẻ ngủ càng nhiều, và càng già thì cái số giờ ngủ nó càng ngắn đi. Và trung bồi vào trong mọi cái mối tương quan, và cái năng lực làm việc, cái sự sáng tạo người ta cũng tốt hơn. Thì diễn đạt chỉ khác về vấn đề ngôn ngữ, chứ về ý nghĩa khoa học nó cũng như nhau. Vâng. Nhưng mà thưa bác sĩ, tôi nghĩ rằng không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều người cũng sẽ tò mò là những nguyên nhân nào khiến cho chúng ta mất ngủ. Đơn giản có phải chỉ là do chúng ta mệt mỏi thì chúng ta mất ngủ và khó ngủ hay không? Hay còn những nguyên nhân nào khác nữa? Về nguyên nhân á, thì về phía diễn dịch của khoa học thì rất là nhiều, cả Đông cả Tây nói những cái từ ngữ chúng ta khó nghe, khó nhớ. Nhưng mà tập trung lại có hai nhóm nguyên nhân thôi. Cái nhóm nguyên nhân thứ nhất là nhóm nguyên nhân do cái tập quán sinh hoạt của mỗi người nó làm. Và cái nhóm nguyên nhân thứ hai là do thực thể, tức là những yếu tố bệnh lý mà trong quá trình điều trị, hoặc là chính cái bệnh nó làm cho mất ngủ. Thì thí dụ như quá trình sinh hoạt thì trong ngày chúng ta ban ngày ngủ nhiều quá, tối ngủ không được. Đó là một. Cái thứ hai, chúng ta dùng quá nhiều chất kích thích, như uống cà phê, thuốc lá, rồi ăn nhiều chất kích thích gì đó, nó làm cho cái sự tỉnh của chúng ta nó nhiều quá, thành ra khó vào giấc. Hay là chúng ta làm việc căng thẳng, kéo dài qua cái giấc mà chúng ta có thể ngủ được, hay là bị những cái stress, những cái tổn thương về tinh thần trong đời sống. Thí dụ như gia đình có chuyện lục đục, hay là ly dị, hay là gì đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái tinh thần. Thì tất cả những cái đó chúng tôi gọi nó gom chung vô là cái vấn đề do sinh hoạt, do tập quán. Còn cái thứ hai là do bệnh. Thí dụ bị mắc một cái bệnh mãn tính, nó đau quá, các cái khớp xương đau quá, không ngủ được. Hay là dùng thuốc, bị một cái bệnh nào đó dùng thuốc, thuốc tăng huyết áp, hay thuốc đái tháo đường, hay thuốc điều trị thận hay gì đó, nó làm cho lợi tiểu, ban đêm phải thức dậy đi tiểu, không ngủ được. Đó, do thuốc. Và cái quan trọng là có một số thuốc nó làm cho tỉnh, nó làm cho tỉnh, thì làm cho người ta ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Và cuối cùng đó thì có thể những cái nguyên nhân khác là do các cái rối loạn. Các cái rối loạn này từ tâm thần nó dẫn đến các cái bệnh tâm thần hẳn hoi. Khởi đầu có thể là bị stress, có thể là căng thẳng gì đó, nhưng mà nó gây ảnh hưởng luôn, làm cho người đó bị trầm cảm.
hay là bị rối loạn lo âu, bị bệnh tâm thần và đưa đến mất ngủ. Thì cái nhóm thứ hai là nhóm bệnh lý thực thể và nhóm thứ nhất là nhóm do sinh hoạt. Dạ vâng, thưa bác sĩ, nếu như trong Tây y chúng ta bị mất ngủ thì mọi người sẽ nghĩ ngay tới chuyện dùng các loại thuốc như là thuốc an thần, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, vân vân. Vậy thì không biết rằng là trong Đông y thì chúng ta có những cái bài thuốc nào ạ? Đông y thì có nhiều cái phương pháp điều trị lắm. Cái phương pháp đầu tiên người ta gom chung vô phương pháp không dùng thuốc, đó là dưỡng sinh, đó là châm cứu, hay đó là những cái giải pháp về mặt tâm lý để giúp cho cái người đó họ trở lại cái điều kiện bình thường. Thì trong dưỡng sinh nó có bốn nội dung. Cái nội dung thứ nhất là cái cách sống. Cái cách sống như thế nào để điều độ, để giữ được cái sinh hoạt, để giữ được các chu kỳ thức ngủ cho ở mỗi con người. Cái cách sống đó người ta hướng dẫn. Cái thứ hai là cái thực dưỡng hay là chế độ ăn uống. Những cái chế độ ăn uống như thế nào để cho cái hệ tiêu hóa chúng ta tốt, tới những cái loại thức ăn mà hằng ngày chúng ta ăn, có thể buổi tối chúng ta ngủ sâu như củ sen hầm giò heo, hay là những cái món mà tâm sen nấu với lại những cái thực phẩm khác, hay là chè mè đen buổi tối dùng với đậu đen, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là thực dưỡng hay là chế độ ăn uống. Cái thứ ba nữa trong nội dung dưỡng sinh đó là tập luyện. Tập luyện gồm các phương pháp, những cái phương pháp tập luyện nói chung như là yoga, như là khí công, và cuối cùng mới là dùng thuốc. Dùng thuốc thì rất nhiều, khá nhiều bài thuốc kinh nghiệm hay bài thuốc cổ phương phối hợp để giúp cho chữa cái người bệnh mất ngủ. Chữa người bệnh mất ngủ thì những cái cây thuốc, những cái vị thuốc này có khi nó có tác dụng an thần như thuốc tây, nhưng cũng có khi nó điều hòa, nó giúp cho nâng cao cái chính khí lên, nó giúp cho cân bằng lại mọi cái hoạt động và giúp cho vào giấc ngủ dễ dàng. Thì những bài thuốc đó bổ dưỡng, những bài thuốc điều hòa, chứ không nhất thiết gì dùng những cái loại thuốc làm cho nó ngủ như là thuốc tây. Giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến não của con người. Khi bị mất ngủ, não ở trong trạng thái không thể tập trung, trí nhớ và khả năng phán đoán đều giảm, đầu óc nặng nề, không tỉnh táo. Tình trạng mất ngủ kéo dài còn khiến người bệnh thường dễ cáu gắt, lo lắng, hoảng loạn, trầm cảm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh trầm trọng như bệnh tim mạch, bệnh béo phì và tiểu đường. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc ngủ càng kéo dài. Lạm dụng thuốc ngủ còn gây ra hậu quả khiến người dùng luôn có cảm giác buồn ngủ, tinh thần khó tập trung, tốc độ phản ứng chậm chạp, giảm hiệu suất khả năng phán đoán. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến công việc, nhất là với những người làm công việc cần đến sự tập trung cao độ. Vâng, thưa bác sĩ, và ngày hôm nay đến trường quay thì tôi có chú ý là bác sĩ mang theo một số dược liệu cũng như là một số loại lá. Thì đây có phải là những dược liệu và loại lá chữa chứng mất ngủ không ạ? Dạ vâng, tôi cũng muốn giới thiệu đến tất cả khán giả. Nhiều khi chúng ta nhìn chúng ta không hiểu, cho nên tôi muốn cụ thể quá bằng cách là mang theo một số cái. Thí dụ như chúng ta thấy có hai cái thứ tươi xanh rất là đẹp. Thì cái này dân gian nó người ta gọi là lạc tiên, hay là dây nhãn lồng ở phía Nam. Thì dây lạc tiên, đây là một cái loại thuốc dân gian, cái kinh nghiệm người ta sử dụng điều trị rất là lâu rồi, rất là nhiều. Và nhiều khi người ta luộc, người ta ăn như rau. Đó, thì cái này nó có tác dụng giúp cho an thần. Cụ thể trong này nó có các thành phần mà nó làm cho dịu thần kinh đi. Cái thứ hai đó là lá dâu tằm. Lá dâu tằm cũng rất là đẹp. Chúng ta sử dụng cái lá này cũng như cái lá lạc tiên lúc nãy tôi nói đó, thì có thể mỗi ngày người ta kinh nghiệm nhân gian người ta dùng một nắm, người ta ăn, hoặc là người ta nấu nước, người ta uống như nước trà. Còn cái này cũng vậy, thông thường lá tươi như vậy người ta dùng 100 gram, người ta nấu uống. Mình có thể trồng ở tại nhà được không ạ? Làm kiểng trồng tại nhà. Tôi bẻ, tôi cũng xin nói thiệt là tôi bẻ ở cái sân của nhà tôi, sân nhà tôi có chút xíu có 2 mét vuông thôi, nhưng mà trồng tất cả những cái này. Dạ vâng. Nó leo lên, cái này nó leo lên và nó có trái rất là đẹp, mà hoa nó cũng đẹp. Cái đó là cái thứ hai là cái lá dâu. Thì dược liệu thì còn nhiều thứ khác, nhưng mà những thứ đó là cây hay là củ hay này kia thì nó tôi không có thể hiện mà tươi được. Phổ biến hơn đúng không? Đúng rồi, phổ biến hơn. Không, những cái khác cũng phổ biến nhưng mà nó là khô. Dạ. Là khô. Thí dụ như đây cái lạc tiên này là khô nè. Cái đây là sống. Là tươi. Nhưng mà tươi. Dạ. Còn khi làm thuốc người ta làm khô đây. Dạ. Thì đây là cái lạc tiên mà dạng khô. Hay là những cái thứ khác, ở đây thì chúng ta có cái hạt này nè. Cái hạt táo chua. Đây là có tác dụng an thần.
an thần kinh. Người ta nấu cái này, mỗi một cái thang thuốc, mỗi cái bài thuốc, người ta cho vào khoảng 20 gram thôi. 20 gram thôi, nấu nước uống. Cái này là có tác dụng an thần. Hay là một cái vị quen thuộc, đó là tâm sen. Ai cũng biết, cái tâm sen này rất là nhiều người biết. Và người nào mất ngủ nhiều, buổi tối có thể sử dụng cái một chút xíu tâm sen này để có thể... Tức là với tâm sen này đơn giản là mình chỉ cần pha trà xong mình đổ vào đúng không? Dạ. Chúng ta giới thiệu rồi tâm sen nè, táo nhân sao nè, rồi lạc tiên nè. Chúng ta còn lại một cái thứ rất là ngon, đó là long nhãn. Cái này chúng ta nấu chè long nhãn nè, hay là chúng ta nấu cho nước uống, nóng, cho vào trà nóng uống rất là ngon ha. Long nhãn cũng giúp cho an thần. Vâng thưa bác sĩ, vậy ngoài những cái bài thuốc mà như bác sĩ vừa giới thiệu ra thì chúng ta có cách nào tập luyện để có thể tránh được mất ngủ không ạ? Những cái phương pháp tập luyện để tránh mất ngủ đó thì có nhiều lắm. Tuy nhiên chúng ta cần chú ý là tập lúc nào, tập trong ngày. Thì thí dụ như những cái người phụ nữ mãn kinh đó, hay có cơn bốc hỏa ban đêm làm cho mất ngủ, thì cái buổi chiều đó cái người phụ nữ này phải tập luyện tích cực, đạp xe đạp hay đi trên máy hay là vận động cơ bắp. Nhưng mà bắt đầu buổi chiều tối vào giấc ngủ rồi, những cái đó đừng có tập, mà có thể làm những động tác nhẹ nhàng hơn. Thí dụ như dùng cái bàn tay này làm cái lược chải cái tóc như thế này, một cái hình thức kích thích cái da đầu, nó giúp cho tập trung cái máu huyết nó lưu thông điều hòa. Hay cái người hay căng thẳng này kia gì đó nó cũng dịu thần kinh. Hay là dùng các cái ngón tay của mình gõ nhẹ vô cái vùng nhân trung, cái vùng giữa hai chân mày này, gõ nhẹ 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 như thế. Và cái quan trọng đó là tập thở, luyện thở, tập trung chú ý vào giấc, vào cái sự thở đó thì cái giấc ngủ nó dễ dàng nó đến. Cái hơi thở đúng là hơi thở sâu, gồm có là hít sâu bằng mũi, vâng, phình bụng ra, rồi sau đó thở ra từ từ. Thế lúc nào cũng phải hít hít thật sâu phải không ạ? Hít thật sâu, hít thật sâu, làm sao để kiểm sâu cái bụng chúng ta phình ra luôn, tức là cái phổi nó nở đến mức nó đẩy cái nội tạng. Đúng rồi, thở ra từ từ, tức là đúng, nó phải trở thành một cái thói quen. Tức là khi mình thở ra chậm là mình có kiểm soát, đúng không? Khi em tập thì có vẻ như nó kỳ cục vậy đó, nhưng mà khi em thành thói quen rồi không có đâu. Khi em thành thói quen rồi cũng không phình thóp bụng, không có gì cả. Nhưng mà em vẫn thở sâu, vẫn sử dụng hết hai lá phổi. Mình kiểm soát, kiểm soát, kiểm soát, thì cái đó nó khi nó trở thành tập quán vô thức rồi, thì lúc đó nó sẽ cái gì nó thành thói quen, thành rồi thói quen. Dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Tức là nhìn chung là chúng ta phải sinh hoạt điều độ, đi ngủ thì đúng giờ và thức dậy cũng phải đúng giờ, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những cái thông tin khoa học hết sức là hữu ích để cho tất cả những khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ tìm ra được những cái phương pháp để chữa được cái chứng mất ngủ cũng như là làm sao để có giấc ngủ ngon. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng, xin chào em, xin chào tất cả quý khán giả. Lưu ý giúp cải thiện tình trạng mất ngủ: sử dụng một số thực phẩm giúp ngủ ngon như rau nhút, củ sen, hạt sen, tâm sen, củ súng, nhãn, đại táo, lạc tiên. Nên đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Hạn chế ngủ ngày. Phòng ngủ nên thông thoáng, yên tĩnh và nhiệt độ mát mẻ. Không sử dụng các chất kích thích trước khi đi ngủ. Không nên để bụng quá đói hoặc quá no trước khi đi ngủ. Thư giãn trước khi ngủ bằng việc tắm nước ấm, thiền hoặc bài tập hít thở. Chia tay với